Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Cuộc bể dâu đưa người qua khúc sống sâu lụy đời, tư đại quang tiếng đàn cò hương đồng có nổi dòng hoa bay xa, đàn kìm ông khải tôi ca, nước xa nhớ nước, nguồn xa nhớ nguồn. Cảm xúc là linh hồn của sáng tạo nghệ thuật. Nhưng để linh hồn ấy giao cảm được với khán giả thì phải là sự ký thác trên những nắm bắt, hiểu biết và sự tường tận, thấu đáo về nội dung, hình ảnh, thông điệp mà người nghệ sĩ muốn truyền tải. Từ kỹ năng đến tài năng, từ thiên tư nghệ thuật đến sự khổ luyện để từng bước nâng cao kỹ thuật, để khi mọi nuôi dưỡng, ấp ủ, khát vọng được thăng hoa thành cảm xúc. Và đó là đường dẫn để đưa giấc mơ sáng tạo nghệ thuật đến với công chúng, đánh thức, thanh lọc, lan tỏa những niềm vui, nỗi buồn thanh khiết nhất trong mỗi trái tim người thưởng ngoạn. Hãy cùng bước vào ngôi nhà chung Học viện Cải Lương để trải nghiệm cái cung đường trong trẻo ấy qua một tuyệt tác của sân khấu thoại kịch Trồng Bổng Hậu Trường, mà sau này được chính tác giả, vị thầy khả kính của các thế hệ nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu viết cho sân khấu cải lương với cái tên Sân Khấu Về Khuya. Với vai Giảng Hương, nghệ sĩ Thanh Nga đã đoạt giải Thanh Tâm diễn viên xuất sắc năm 1966. Xưa hay nay, thoại kịch hay nhạc kịch hay ca kịch cải lương thì thanh âm của nghệ thuật cũng khơi nguồn từ cảm xúc chân thật, sự thanh cao để cuối cùng được trả về cho công chúng nơi cái đẹp, lòng hướng thiện ươm mầm, mà cũng vì nó nghệ thuật ra đời và tồn tại. Chào đón tất cả quý thí sinh của Học viện Cải Lương. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai vị giám khảo đào tạo khách mời, đó là Tuấn Khải và Lê Khánh. Dạ, Lê Khánh. Dạ, Tuấn Khải. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Học viện Cải Lương. Dạ, chị cũng giới thiệu Tuấn Khải và Lê Khánh. Đây là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Dạ, con chào chú. Chào chú ạ. Ngày hôm nay thì Khánh và Khải rất là vinh dự và hân hạnh khi được trò chuyện cùng với các bạn, chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà Khánh với Khải đã có trong cái hành trang làm nghề của mình và được học hỏi nghề của cô Ba Bạch Tuyết, chị Thanh Hằng và chú Thanh Hải để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm để mà mình sẽ có những cái vai diễn thú vị hơn, hoành tráng hơn ạ. Dạ, xin được cảm ơn rất nhiều ạ. Chú nhất là muốn hỏi Khánh là con nghĩ như thế nào về cải lương? Dạ, cải lương là một bộ môn nghệ thuật tuyệt vời. Con mê cải lương lắm ạ. Tại vì khi mà con còn nhỏ, mẹ con đã nghe cải lương mỗi tối, thậm chí là cả ngày luôn. Và từ đó thì con được nghe những bài bản cải lương, tân cổ giao duyên, và con được tiếp cận với cải lương từ nhỏ. Chính vì vậy con đã có được rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất của mình trong lĩnh vực kịch nói ạ. Con Khải. Dạ, Khánh thì học từ mẹ Khánh, còn con thì học từ Khánh. Tại vì khi con quen Khánh thì con không có biết về nghề hay là nghe cải lương hay là bất kỳ một cái gì về nghệ thuật hết. Khi quen Khánh thì hàng đêm rồi nhiều khi lại hai đứa mở lên để nghe những cái bản cải lương, rồi sau này là tụi con trở thành vợ chồng rồi. Hàng đêm cũng hay mở lên nghe để mà ngủ thì nó cứ thấm dần. Rồi xong vừa nghe mà vừa cảm nhận nó rồi. Tức là mấy bạn cười con là hỏi có định vợ không? Dạ, dạ không. Đó là sự thật. Tại tất cả những cái con là xuất phát là không phải là người trong nghề, không có biết về nghệ thuật cả. Nhưng mà từ từ có những cái ảnh hưởng đó thì
dần dần là mê nghề ạ. À. Dạ thôi thì bây giờ Thanh Hằng xin trân trọng mời Tuấn Khải và Lê Khánh an toàn. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ, 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 dạ. Các con cứ mời, an toàn. Mời mấy em ạ. À. Khánh có thuộc câu vô dụng bộ nào? Dạ con chắc con xin được hát theo cái khả năng của con. Con được yêu cầu. Con ra đứng đây này cho đẹp. Ủa đứng luôn hả con? Đây nè con. Chỗ chính giữa thôi, cái vòng tròn đó. Người quan trọng mà. Dạ. Ủa chú rải rờn luôn hả chú? Rải rờn luôn hả chú? Làm đôi miên một lá trầu xanh thắm nở duyên, cứ mỗi chiều về tan buổi chờ anh còn ngoài vòng bóng người. Cao thắm trầu xanh cho thêm đượm thêm nồng, mỗi sáng tinh sương em gánh trầu ra chờ trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân, em không sợ nắng vàng làm héo lá trầu xanh mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền, quải gánh kiếm tìm giữa buổi chợ tan lỡ duyên hẹn hò tình duyên đôi lứa. Dạ con cảm ơn chú nhiều ạ. Giỏi quá. Con cảm ơn cô. Giỏi quá mà cái hay quá. Dạ con cảm ơn cô. Nếu như mà con đi theo cái lương thì giờ con cũng nổi tiếng quá. Thôi con mừng đó cô. Vậy giờ cô với chị cho con heo nha. Nhất trí. Xin cảm ơn Lê Khánh rất là nhiều. Dạ. Dạ Thanh Hằng cũng xin giới thiệu cho tất cả các quý thí sinh, anh Tuấn Khải và chị Lê Khánh, hai người rất là nổi tiếng trong sân khấu kịch và cũng được sự chú ý của khán giả vì hai người đã đảm nhận hai cái vai trong cái vở Giáng Hương sân khấu về khuya là kịch bản của cố nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu. Cô Khánh với Lê chú Khải đó là có một cái điểm đặc biệt đó là khi mà đóng kịch đó thì rất là kịch, và khi sang phim á thì rất là phim. Có những người đóng kịch rồi khi sang phim thì diễn họ cảm thấy bị over, hoặc là từ phim đi sang kịch thì nó bị nguôi, là vì khán giả quá xa, cái nuôi cái xúc cảm không kịp. Nhưng mà riêng hai cô chú thì là người rất đặc biệt. Dạ con cảm ơn dạ, cô. Dạ con cảm ơn cô. Hôm nay trong cái tập đào tạo này chủ đề gọi là đường dẫn cảm xúc. Nghệ thuật cần phải có nuôi dưỡng cảm xúc. Dạ. Mà nếu mà trong đó mà nghệ sĩ mà không có cảm xúc thì không có đem cái cảm xúc của mình đến với khán giả thương yêu. Dạ. Như vậy thì bên kịch nói của mình nó có khác gì với cải lương? Tại vì cải lương thì có những bài ca hoặc là những cái tiết đàn rao, rồi nó mới đưa dẫn cảm xúc vào cho cái người diễn viên á, có thể là đưa đẩy cái cảm xúc của mình cho khán giả. Còn kịch á, thì nó rất là hạn chế, không có ca, chỉ nói không. Thì mình phải làm như thế nào? Cái sự dẫn truyền cảm xúc nó cũng chính là cái sự dẫn truyền nó từ cái người nghệ sĩ đến khán giả. Mình muốn truyền đạt một cái nội dung gì đó thì mình phải có một cái cảm xúc, thì cái người tiếp nhận cái điều đó họ mới cảm nhận được là những cái gì chúng ta đang muốn mang đến. Cái cảm xúc thì mình phải được ươm mầm và nuôi dưỡng từ cái sự học hỏi, hiểu biết, cái sự tương tác, cái sự thăng hoa của chính chúng ta, đó là những người nghệ sĩ. Thì ở bất kỳ một cái loại hình nghệ thuật nào, khi chúng ta muốn truyền tải những cái thông điệp, những cái thông tin của mình đến cho khán giả thì bắt buộc mình phải có cảm xúc. Giống như cô đã nói, phim thì nó sẽ có những cái cách để mà mình thể hiện riêng, rồi kịch thì lại có những cái thể hiện riêng. Nghệ thuật sân khấu cải lương cũng vậy, mỗi một loại hình nghệ thuật nó sẽ có một cách thể hiện, nhưng mà đặc biệt chúng ta phải có cái cảm xúc ở bên trong của chúng ta, nó xuất phát ra thì mới đến khán giả một cách nó gần gũi. Còn nếu như không có cảm xúc thì bất kỳ mình làm một cái việc gì nó sẽ cũng không thành công được. Dạ.
cái gì thật á, thì người ta sẽ dễ cảm nhận hơn. Chẳng hạn như bây giờ mình hóa thân vào một cái nhân vật nghèo, có cuộc sống khó khăn, có những cái biến cố trong cuộc đời, nhưng mà bên trong mình không cảm nhận gì hết với nhân vật. Mình là mình, nhân vật là nhân vật. Cái gì thật thì người ta sẽ cảm nhận được. Còn khi mà mình diễn xuất bằng những cái kỹ thuật, bằng những cái biểu cảm bên ngoài, thì khán giả tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Thì mình có thể là mình lừa bản thân mình, nhưng mà chị nghĩ là mình sẽ không lừa được người đối diện. Cái gì nó cũng phải từ cái sự thật mà ra, thì chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với niềm đam mê của mình. Nói nghe say mê quá. Bây giờ á là các thí sinh rất là nao nức để xem hai anh chị thị phạm một chút gì đó trong vở Giáng Hương được không? Dạ. Hồi nãy dạ em xin lỗi, hồi nãy có bạn giơ tay là muốn có ý kiến gì đúng không ạ? Dạ mời em. Dạ con xin kính chào quý thầy cô, xin chào anh chị. Khi mà như chị nói là chúng ta diễn thì chúng ta phải nuôi cảm xúc tất cả mọi thứ. Khi mà chúng ta có được cảm xúc rồi thì nó dễ, nhưng mà khi mà mình diễn chắc chắn nó cũng sẽ có một vài lâu lâu sẽ bị sự cố. Thì lúc mà sự cố sân khấu xảy ra thì làm sao để chúng em có thể giữ vững tâm lý đó để vừa giải quyết cái sự cố xảy ra trên sân khấu, và cái thứ hai là chúng ta sẽ tiếp tục giữ cái cảm xúc đó bằng cách nào? Dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Thật ra thì đến một cái nhân vật á, thì trước tiên là mình phải tạo hình nhân vật. Mình phải có về cái phục trang, rồi về make up và tóc tai. Diễn viên là mình không sợ xấu, mình bắt cái nhân vật đó phải theo mình là không đúng. Có thể là mình ở ngoài đời là mình có thể là một cái người nó sang trọng, nhưng mà khi vào một cái vai nghèo khổ thì mình phải hóa trang nhân vật. Từ những cái phần mà hóa trang ngay từ đầu mà nó gần sát nhân vật nhất có thể á, thì khi giống như hồi nãy em nói là có những sự cố trên sân khấu, một khi là mình đã hóa thân nhân vật tốt rồi, mình bám được vào cái nhân vật của mình nó chắc rồi, thì khi có những sự cố xảy ra thì mình vẫn bám vào cái đó, mình có thể mình xử lý rất là dễ dàng. Đó là những cái mà mình từ ngay cái phút đầu tiên là mình phải tạo cho những cái nhân vật của mình nó gần nhất. Sân khấu có một cái điều kỳ diệu, đó là không xuất diễn nào giống xuất diễn nào. Tức là mỗi đêm sẽ có những cái sự cố khác nhau, những cái tình huống khác nhau. Mình sẽ không hình dung được hôm nay mình sẽ gặp những tình huống gì. Bản thân Khánh hay là Khánh rất là cảm ơn những điều đó. Bởi vì sao? Từ những cái sự cố đó mình sẽ lớn hơn, mình sẽ trưởng thành hơn, mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, mình sẽ bản lĩnh sân khấu nhiều hơn. Chẳng hạn như có lần Khánh đang diễn thì một cái bóng đèn nó bị nổ, nó bốc cháy và cái đốm lửa nó rớt xuống ngay trên đầu Khánh. Thì mình nói là trời ơi, sao hôm nay cái bóng đèn tự nhiên nó bị nổ vậy má? Má ơi, chắc có vấn đề gì trong cuộc đời con, sao có một điểm gì đó. Thì khán giả bật cười, giống như là mình tự lý tình huống đó luôn. Mặc dù là mình sợ lắm nhưng mà mình cũng lanh trí, mình có thể thoại và mình lướt cái tình huống đó qua đi. Thì có những cái sự cố khác như là bạn diễn không ra thì mình thoại với ai đây? Bắt đầu mình kể chuyện cho khán giả nghe. Đó là tự nhiên là mình trong đầu mình chạy chữ, mình có hình ảnh gì, mình sẽ phải làm sao để mà có thể là mình xử lý được tình huống đó. Và qua những lần đó thì Khánh thấy Khánh trưởng thành hơn, Khánh có nhiều kinh nghiệm hơn và Khánh không còn nhút nhát hay là mình có sự mà run rẩy khi mà không biết là chuyện gì sẽ đến với mình trong đêm đó. Mời em. Dạ thưa các thầy cô, thưa anh chị, em xin phép đặt một câu hỏi. Đó là khi mà một nhân vật mà được tác giả họ phát thảo trên văn bản thì mình đọc và mình phải cảm thụ như thế nào? Anh chị đã xây dựng và khắc họa nhân vật của mình trở nên sống động thực tế trên sân khấu như thế nào ạ? Khánh chia sẻ kinh nghiệm của bản thân Khánh nha. Khi mà mình đọc một kịch bản thì mình sẽ phải đọc nhiều lần. Mình tiếp cận với một cái điều đó lần đầu tiên mình sẽ không cảm nhận được. Và cái việc mà mình ngồi quanh bàn với lại các diễn viên trong vở và làm việc với đạo diễn là một cái việc vô cùng quan trọng. Và cái việc quan trọng hơn nữa là lên sàn tập. Nếu như mà mình chỉ hình dung trong cái đầu mình là những cái lý thuyết thì khi mà mình lên sàn tập đó là thực hành, và thực hành cho mình rất rất nhiều kinh nghiệm. Khi mà mình đã được tập luyện nhiều rồi thì chắc chắn nhân vật nó sẽ thấm vào người mình từ từ, và những xuất diễn lại càng giúp cho mình có nhiều bài học hơn, nhiều kinh nghiệm hơn. Các bạn yêu nhân vật của mình nhiều hơn, các bạn quan sát trong cuộc sống của mình nhiều hơn. Mình chỉ là một cá thể mà mình muốn hóa thân thành nhiều nhân vật khác thì mình phải quan sát, đó là cái yếu tố vô cùng quan trọng. Nhân đây đó là cô cũng nhớ một cái chuyện má Bảy Vùng Hát kể. Dạ. Lúc bà còn trẻ mà đi hát á, đang buổi hát quan trọng vậy á, thì ở dưới có một người đứng lên á, chê má Bảy hát dở ẹt à, vô đi. Thì như gặp người khác thì người ta hết hồn rồi. Thì nhưng mà má Bảy mới kể là lúc đó á, má đi ra sát cái sân khấu á, cái má hướng về cái chỗ người đó đó. Đúng rồi, hát dở mà anh đuổi vô đúng vậy đó. Nhưng mà thưa anh, có một mình anh thôi, còn mấy khán giả này người ta đang muốn coi tôi hát, cho nên anh chịu khó ra một kia đứng chờ nha. Wow, xuất sắc. Là một người nghệ sĩ, khi con xuất hiện trên sân khấu, con phải có đủ bản lĩnh để đối phó tất cả những việc bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy ra, thì mới là nghệ sĩ chuyên nghiệp, mới là người có bản lĩnh. Cái người nghệ sĩ là cái người đầu tàu dẫn tất cả những cái cảm xúc
và tụi con phải học cách để làm cái điều này cho tròn thì mới thật sự là một cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp, yêu nghề. Tụi con nên nhớ rằng đó, nó cũng chả có gì khác giữa mình đời thường với mình trên sân khấu. Thậm chí mình trên sân khấu đó còn dễ chịu hơn, là vì tác giả viết kịch bản, mình đọc, rồi mình học thuộc, rồi mình học diễn, rồi mình sắp xếp tình huống, cho nên cái sự chủ động mình nhiều hơn. Còn ngoài đời đó là mình tự viết kịch mình đóng. Mà nếu như mình không có biết tự viết kịch mà chủ động để mình đóng thì mình sẽ không bao giờ thành công. Cô nói thí dụ như là một chuyện rất bình thường. Vô cái gì? Ai cho vô đi ngồi? Dạ. Dạ cái gì? Nói nhanh. Dạ, con muốn nói như thế này. Trong cái tập này là chủ đề đường dẫn cảm xúc. Hai anh chị có thể nào truyền cảm xúc cho tất cả thí sinh và quý vị khán giả xem thử như thế nào? Để gương, đó. Con thấy chưa? Hay quá. Cái đó là thích ứng. Bây giờ hai đứa con tự lựa chọn nhau ra đây làm một cái chuyện giống như vậy rồi coi. Má, con nói má nghe nè. Vụ gì, vụ gì? Má nghe không? Bà Tám bà bệnh á, bây giờ con qua con đốt nhà bà được không? Mà bà làm cái gì mày? Trời đất ơi, bà nói con á hả? Là... mà tức quá trời quá đất rồi. Bây giờ trời đất quỷ, bây giờ má không đi đốt con, đốt nhà đó. Bây giờ má đi đốt con không? Bây giờ từ từ mày từ từ mày để má mày kể má nghe. Ông bà nói hả, là con á là một cái thằng không cha. Con hỏi má là bây giờ nè, cha con là ai? 18 năm rồi con muốn biết cha con là ai, tại sao con hỏi hoài má không nói cho con biết hả má? Trời ơi, nếu mà má không nói con đi đốt nhà má liền đó. Bây giờ con từ từ nè, nghe má nói nè. Má nói không? Hai đứa giỏi quá, cảm ơn tụi con. Tiếp theo hai đứa nữa. Thái, bây giờ chị làm sao giờ? Chị với ảnh lỡ có bầu. Chị có bầu rồi. Bây giờ... mà ảnh là ai vậy? Chị đâu có kể em nghe đâu. Mà sao giờ tự nhiên cái đồn ra là chị có bầu? Chị nói ảnh vậy thôi chứ chị không biết ảnh là ai luôn á. Ác vậy nè. Trời ơi, em cũng rối quá nè. Tao quá là thoải mái cho nên bây giờ tao không biết cha đứa bé là ai nữa. Bây giờ... ai nên giữ hay nên bỏ? Chị nên giữ đi. Chị đừng có bỏ. Chị giữ mày nuôi tao nha. Chứ giờ nghĩ đi, giờ công việc của chị á như vậy. Nhưng mà đứa bé nó đâu có tội gì đâu mà chị bỏ nó. Bây giờ á, gia đình của chị, tất cả cha mẹ, rồi mấy đứa em của chị nữa, chị phải làm, chị kiếm tiền để cho tụi nó, rồi còn phải lo cho cha mẹ nữa. Bây giờ có bầu, nguyên bụng bầu rồi đi làm cái gì? Chị nên nghe em nói nè. Thứ duy nhất chị làm là chị phải cần giữ nó lại. Chị bỏ đứa bé là chị giết người đó chị Tri. Cảm ơn hai đứa con. Con á là cái đường cảm xúc rất nhanh, còn cái cậu kia đó nó chậm. Cô muốn nói rằng con phải nhanh hơn nha con nha. Hai đứa tiếp theo. Tại sao mày bất hiếu với mẹ mày? Anh là anh cả mà. Anh nhận được sự tình thương của mẹ nhiều hơn. Làm sao anh hiểu hoàn cảnh của tôi? Mày bỏ cái nghề hát đi, mày về đây mày lo cho mẹ mày đi. Mày bỏ mẹ như vậy hả? Mày có biết là mẹ đang bệnh nặng lắm không? Nhưng mà mấy năm về trước, trong cái nhà đâu có ai ủng hộ tôi theo nghề hát đâu. Phải một mình bươn chải, phải một mình tạo cơ hội cho mình. Rồi bây giờ tôi chỉ có một chút tên tuổi mà, tại sao các người lại bắt tôi chấm dứt ước mơ của mình chứ? Mày nói gì vậy? Chính vì mẹ thương mày cho nên mẹ không cho mày đi theo nghề hát. Mà bây giờ mày lại trách mẹ, trong khi mẹ đang bệnh nặng. Tại sao mày không vô thăm mẹ đi? Mày còn đứng đây mà làm gì nữa? Mày có phải là một thằng bất hiếu không? Mày nói tao nghe. Em lúc nào em cũng nghĩ về mẹ. Nhưng mà anh có biết không, những năm tháng đó, sự ngăn cản của gia đình đã làm cho em mặc cảm. Em không còn mặt mũi nào đi quay về gia đình nữa. Kìa ca, tới giờ phút này rồi, anh không muốn nói nặng lời với em, nhưng anh chỉ cần em vô thăm mẹ một lần cuối thôi. Ngưng hát đi, về với anh, về với mẹ, được không Kiệt? Giỏi quá, cảm ơn hai đứa. Giỏi. Bây giờ hai anh chị có thể diễn một chút xíu, thị phạm một chút xíu về cái vở Giáng Hương. Dạ, vậy thì anh chị xin được thể hiện một cái trích đoạn của vở Giáng Hương sân khấu Về Khuya. Lúc mà Giáng Hương nhận được thông tin là người chồng của mình là Lĩnh Nam đã không quay trở về để giúp đỡ cô Giáng Hương, để mà chèo chống cái gánh hát trong cái tình huống rất là khó khăn. Anh Quốc Sơn à, tôi mong anh từ sớm tới giờ. Sao rồi anh? Đúng như các báo đã loan tin, Lĩnh Nam và Mỹ Tiên mới từ nước Nhật về. Anh gặp hết cả hai à? Gặp hết. Thế nào anh? Mỹ Tiên thì tươi ghê lắm, còn Lĩnh Nam thì hơi tiều tụy, sầu muộn, đầu lại bạc thêm nhiều. Rồi anh có nhận lời đến gặp tôi không? Tôi có cố gắng đưa lá thơ của chị cho anh, và cố gắng hết sức cắt nghĩa cho anh thấy cái khó khăn của chị, để anh đến thăm chị. Nhưng mà anh vẫn không đồng ý với tôi. Tôi hiểu rồi, Mỹ Tiên nói đúng. Một mình. Kể từ bây giờ, tôi chỉ có một mình. Tôi phải làm tất cả mọi việc chỉ một mình.
chỉ một mình tôi thôi. Chị Giang Hương, tôi xin chị hãy can đảm lên, hãy nghĩ đến việc làm của mình, sự thành công của võ tuồng Quyền Trân. Đó là cách trả thù hữu hiệu nhất của chị. Trả thù? Anh nên nói tự tử thì đúng hơn. Hết rồi, hết tất cả rồi. Nhà cửa của tôi, sân khấu của tôi, tiền bạc của tôi, tư trang của tôi, và ngay cả tôi nữa cũng đều xuống đất hết rồi. Hết tất cả rồi. Tôi xin chị bình tĩnh lại, nghe tôi. Bình tĩnh lại chị Giang Hương, nghe tôi bình tĩnh lại. Tôi biết chị từ chối sự giúp đỡ của Mỹ Tiên là có lý, nhưng thật vô lý nếu như chị từ chối sự giúp đỡ của tôi. Tôi xin chị hãy cho tôi biết con số chị cần dùng. Con số? Không, sự giúp đỡ duy nhất mà tôi muốn nhận và tôi có thể nhận, đó là tài điều khiển của anh Lĩnh Nam. Anh ấy đã từ chối tôi rồi. Bây giờ tôi không muốn làm gì nữa hết. Tôi không muốn làm gì nữa hết. Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói gì nữa hết. Dạ hết. Hải ơi, chị em mình thử cái này nha. Con vẫn diễn như thế. Dạ. Nhưng cải lương, để cho các bạn nhận ra coi kịch nói là sao và cải lương là như thế nào. Các em đồng ý không? Anh Quốc Sơn, tôi mong anh từ sớm tới giờ. Sao rồi anh? Đúng như các báo đã loan tin, Lĩnh Nam và Mỹ Tiên mới từ nước Nhật về. Anh gặp hết cả hai à? Gặp hết. Thế nào? Thế nào anh? Mỹ Tiên thì tươi ghê lắm, nhưng mà Lĩnh Nam thì hơi tiều tụy, sầu muộn, đầu lại bạc thêm nhiều. Rồi anh có nhận lời đến gặp tôi không? Tôi đã cố gắng hết sức cắt nghĩa cho anh thấy sự khó khăn của chị, để anh đến thăm chị, nhưng mà anh không đồng ý với tôi. Tôi hiểu rồi. Mỹ Tiên nói đúng. Một mình. Bây giờ tôi chỉ có một mình thôi. Tôi phải làm tất cả mọi việc trong đời mình. Chỉ một mình tôi thôi. Chị Giang Hương, tôi xin chị hãy can đảm lên, hãy nghĩ đến việc làm của mình, sự thành công của võ tuồng Quyền Trân. Đó là cách trả thù hữu hiệu nhất của chị. Trả thù? Anh nên nói là tự tử thì đúng hơn. Hết rồi, hết tất cả rồi. Sân khấu của tôi, nhà cửa của tôi, tiền bạc của tôi, tư trang của tôi, và ngay cả tôi nữa đều xuống đất hết rồi. Hết rồi. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại chị. Chị nghe tôi. Bình tĩnh lại. Tôi hiểu. Chị từ chối sự giúp đỡ của Mỹ Tiên là có lý, nhưng thật vô lý nếu như chị từ chối sự giúp đỡ của tôi. Tôi xin chị hãy nói cho tôi biết con số chị cần dùng. Con số? Không. Sự giúp đỡ duy nhất mà tôi muốn nhận và tôi có thể nhận, đó là tài điều khiển của anh Nam. Nhưng anh ấy đã từ chối tôi rồi. Bây giờ tôi không muốn làm gì nữa hết. Tôi không muốn làm gì nữa hết. Anh đừng nói nữa. Anh đừng nói
xem con. Tức là chỉ cần âm nhạc và con chọn cái âm nhạc nào, tất cả đều phải chủ động. Mà muốn chủ động thì phải làm việc liên tục, làm việc từ kịch bản, coi đi coi lại, cho tới khi nào con thấm được kịch bản đó thì ra sân khấu tự động. Tới giờ đó cái âm thanh trong cái cổ họng con, từ cái đầu con nó suy nghĩ nó hoàn toàn khác, và cái đó mới là cái dẫn đường cho nhạc nền của cải lương đi theo tụi con, để thành ra một cái vở diễn hay là một cái khoảnh khắc nào đó xuất sắc mà khán giả nhớ. Đối với con thì con rất là ngưỡng mộ cô ba, khi mà cô ba hát vô trong bài ca của cải lương giọng cổ hay là những bài bản thì nó rặt vào trong cái dây đàn, và khi cô ba thoại phải nói thật, không có một chút nào gọi là có cái chữ cái lương trong đó hết. Cô ba thoại như kịch, cho nên là con muốn cô ba chia sẻ thêm một chút xíu cho các bạn nghe cái cách mà giữa cải lương và kịch nói, hai cái thoại nó như thế nào. Khi mà con đọc kịch bản kỹ đó thì lập tức những cái sự mà lạ lùng đó nó xuất hiện. Còn ví dụ như là cô đọc Kiều thì cái phát âm cô bỗng nhiên nó khác, là vì cô này là tiểu thơ mà vào cái thế kỷ mà ông Nguyễn Du mô tả đó, thì cái lời của Kiều thì con thấy tác giả biết làm sao. Thân khuê cáp dương xuân, hoa đua sắc liễu ghen màu, màu mắt xanh má hồng, hương sắc hương ở bình tình. Thì con không thể nào con thoại như cái lời thoại của người hôm nay. Thì tất cả những cái điều đó khi con làm việc cẩn trọng, mà đặc biệt là với nhạc sĩ, thì bỗng nhiên cái đó nó xuất hiện, chứ mình không có thể giải thích được. Rồi thí dụ như thế là cái hồi mà đời cô Lụ, dạ, thì cô với lại chú Thanh Hải mới sáng tạo ra một bài mới không có trong cải lương. Những ai có ngờ đâu màn trăng xưa bụi u khói vàng, thèm rêu phố vắng sương lạnh, bếp cũ tàn tro bụi lửa từ bao giờ, nên bước chân của ba con thêm ngần ngại, khi ruột gà thân thích chẳng còn ai, cứ mang khối tình mà ngày tháng đã đổi thay. Con biết tại sao mà viết một cái bài mới như thế? Cái nỗi niềm của cái bà Lụ này nó đã mấy chục năm rồi. Nó không phải là còn nỗi buồn nữa, mà nó là một cái sự uất ức đè nén của trái tim, của tình yêu, của tài sản, của một cái sự mất đi hết, phải đổi mà phải ngậm tâm không nói được. Cho nên dùng cái bài này, người nữ mà ca dây của nam, để mình lướt lên như là mình vượt lên cái số phận. Ai có ngờ đâu. Con rất là mê cái thoại của cô ba, dạ, mà bắt đầu vô cái bài Năm Ai á. Cô thoại từ trong cái bài ca. Dạ, dạ. Thí dụ như ở trong cái bài mà Kim Anh ơi dị dạng đau thương, mà ngỡ buông xuôi theo dòng nước chảy. Ai nấy nhớ chữ đó con nhớ không? Dạ nhớ ạ. Dạ. Mà đâu có ngờ là chuyện ấy dần như lớp than hồng âm ỉ cháy dưới tàn đô. Con ca đi, Gia Kim Anh đi. Dị dạng trớ trêu, má thầm gọi cô nhân ơi, sao cho dạng nghĩa trọn tình. Con đò xưa tách rời bến cũ, sao bến cũ ân tình vẫn còn lưu luyến đò xưa. Con mê lắm, con mê nhất là cái chỗ thoại cái bài Năm Ai nữa. Má ơi, con tưởng đâu là má không nhìn con. Tại sao má không nhìn con? Luân ơi, con lên lúc rúa của má mà. Ôi ơi, nó đứng từng đoán luôn. Chỗ này là cái chỗ mà người ta vô câu đó là thường thường ta kéo dài, con nhớ không? Thân con. Nhưng ở đây đó, cái tình huống này đó không cho phép con kéo dài cái chữ đó. Tại sao mà không nhìn con? Lương ơi, con là núm
ruột của mơ mà lớn hơn. Nhưng mười mấy năm nay má cứ ngỡ là thân con. Hình rồi chứ bây giờ chuyện cũ được phân vui, thấy mắt con mắt ngậm ngùi. Trời ơi, cảm ơn ngài, hay tức quá hơi đã quá. Không phải chỉ mấy đứa con đờn ca cho nó trúng với nhau, mà trên cơ sở cái nhân vật đó, con kiếm cái chỗ nào độc đáo nhất của mình để con chơi với đờn thì khán giả mới nhớ con. Người ta nói trời ơi, cái thằng này nó ca nghe đã dễ sợ luôn. Cái chữ đã đó con. Khi mà người ta nghe cải lương đó thì đó là mấy đứa con trúng. Cô Ba, bà Tuyết, cái cảm xúc của cô đã đẩy vào cái người nghe chỉ có mấy câu, mấy chữ thôi mà đứt từng đoạn ruột. Cho nên là các bạn thấy rằng tùy theo tình huống, lúc nào mình đưa cảm xúc đến thì nó giá trị vô cùng luôn. Quan trọng là tập phát âm. Như hồi nãy cô nói đó, thí dụ đóng kiều, cô tiểu thơ mà cô ổng nghèo mà. Cái chữ nào nó cũng không có mạnh mà nó không có yếu hết trơn, miễn khán giả nghe thôi. Nhưng mà khi đóng bà Lựu đó thì cái chữ R đó là cô nói rõ ràng. Dạ thưa ông hội đồng, chồng tôi đi ra ruộng rồi, ra ruộng rồi. Trong khi đó đó thì nếu con đóng kiều ra ruộng rồi, rồi phát âm dương dương nga hoàn toàn khác. Tất cả đều khác hết con à, mỗi nhân vật không có cái nào giống cái nào. Cô mong rằng các con cảm nhận được cái giá trị thật của cái nghề mà tụi con đang theo đó. Bởi vì khi tụi con thấy nó giá trị thật thì người khác mới tin con đã làm một cái chuyện có giá trị. Dạ, con xin cảm ơn cô Ba rất nhiều. Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Dạ, xin cảm ơn Tuấn Khải và Lê Khánh rất nhiều, hai vị giám khảo đào tạo khách mời hôm nay đã đến với chương trình. Và chương trình cùng với lại nhà tài trợ sẽ có phần quà để gửi tặng đến cho hai bạn ạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn em. Khải cũng xin được cảm ơn chương trình đã cho Khánh với Khải ngày hôm nay được đứng đây để được cùng trò chuyện với lại các bạn, và chúc cho các bạn sẽ tỏa sáng và sẽ thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Cảm ơn ạ. Có gì đâu, đập bỏ, đổ hết đi. Thái độ của anh là gì vậy? Đây là lần đầu tiên mà Thành vào một cái vai là người chồng. Nhưng mà người chồng này lại thấp tuổi hơn người vợ tới 18 tuổi. Và đặc biệt là người chồng này sinh năm 95, trong khi Thành chỉ mới có 2k5 thôi. Cho nên là cảm thấy là cũng khá là áp lực. Và mình phải tìm hiểu cũng như là khám phá cái nhân vật này một cách kỹ càng, để có thể đem đến cho khán giả một cái trải nghiệm, một cái Phúc Thành mới mẻ. Anh nói sao? Anh gọi tôi là quỷ hả? Vậy mà mỗi đêm thằng chó nào ôm con quỷ thì kia thì cái thằng chó nào là cái nhịp với lại cái nốt củi đờn đó con. Đối với kịch thì mình chỉ cần nắm ý là mình lên mình diễn được, nhưng mà đối với cải lương là những cái lời thoại, những cái câu ca bài bản mình phải đúng từng chút một, không thể nào mà xê xích được. Cho nên cái mật độ mình phải tập trung, mình nhớ bài phải thật là kỹ. Khi mình nhận được kịch bản thì mình phải học gấp để đạo diễn và các thầy cô gáp cho mình nó nhanh hơn. Sao cái quái gì của tao, tụi mày cũng biết hết vậy? Cái quá trình mình học hỏi ở Học viện Cải Lương, mình cảm thấy là mình trưởng thành hơn và mình biết được những cái mà mình chưa từng biết trước đó. Ví dụ như về phần ca, về phần diễn, từ trước tới giờ mình chỉ ca tự do ở nhà, bật máy lên là ca và không biết cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai, nhịp nhàng như thế nào. Và sau khi tham gia chương trình này thì mình cảm thấy là mình hay hát hay hơn đối với mình thôi. Cho nên là mình cảm thấy là rất là may mắn khi tham gia chương trình. Qua mỗi tập là mỗi cái sự khó khăn ngày một nó càng tăng cao hơn, đòi hỏi là các thí sinh phải tập trung cách cao độ. Tại vì càng vào sâu á thì giám khảo muốn khai thác triệt để cái tài năng của các bạn, cho nên nó là cái mức độ mà khó thì nó càng ngày càng tăng lên, để mong muốn rằng các bạn sau mỗi đêm sẽ có một cái sự đột phá của riêng cá nhân các bạn, cũng như là cái sự thăng hoa trong cái lối diễn cũng như là trong cái trích đoạn của các bạn tham gia. Đây là thử thách không hề đơn giản. Hãy cùng chờ đón màn hóa thân của các chiến binh Học viện Cải Lương.
hẹn tôi để làm gì? Để nhờ thầy xem giùm em vận số tình duyên. Tình duyên của cô có trắc trở gì không mà phải nhờ tôi xem vận số? Dạ, thưa thầy, em còn đang tuổi chàng trai xa lạ tình cờ chung lối chung đường. Em sợ thiên hạ thị phi liễu ngõ qua đường. Trai gái lớn lên kết giao tình bạn rồi dẫn tới tình yêu là chuyện bình thường. Cô đừng lo xa quá mà lỡ thì thành ơ. Mình thành gái ế nên cũng vui mừng khi có người tới nhà mai mối xe duyên, nhưng thiệt tình còn nơm nớp nỗi lo không biết người kia có hợp với mình khi tính chuyện ăn đời ở kiếp. Tôi phải không? Dạ, xin thầy xem cho em một quẻ tình duyên. Xin lỗi, tôi không phải là thầy bói. Em biết thầy là thầy phong thủy. Em nghĩ thầy coi được chuyện dựng nhà thì chắc thầy cũng coi được chuyện dựng vợ gả chồng. Cô ơi, nghề phong thủy của tôi là xem hướng tốt, cho người ta mua đất chọn chỗ xây ra nhà. Còn chuyện tình duyên tôi dám đâu dẫn lối đưa đường. Thí dụ cô muốn an cư lạc nghiệp, tôi có thể giúp cho cô tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ để cuộc đời cô cát tường phú quý phúc thọ bình yên. Em nghe nói hạnh phúc không phải là sống ở đâu mà là mình sẽ sống với ai. Thầy làm ơn giúp em chọn được ai đó đi thầy. Bạn đời cô là chính cô phải chọn, tôi chọn cho cô sau này rủi gian dở lỡ làng cô bắt nền tôi biết làm sao. Thầy ích kỷ quá à. Tôi ích kỷ à? Em tin thầy mà sao thầy từ chối em? Đừng nên trao hết niềm tin vào câu phong thủy cao siêu. Hãy nhớ chính con tim ta dìu ta đến nơi ta mong đợi. Đừng tham hai tiếng giàu sang, lòng cô vui sống bình. Tôi chẳng ngày sau hạnh phúc ngập tràn. Làm sao đó đêm ngày sau tuổi xuân khi đã qua mau, như cánh hoa sau cơn mưa, buồn thương sắc hương phai nhạt. Bài được chiếc thuyền qua trên đó có người trai lịch lãm thủy chung đưa cô về bên mông. Thì có đâu năm dài tháng rộng tôi vẫn đêm bước cô đơn không tìm được ai để trao đó qua.
thầy. Khi ông tơ bà Nguyệt gieo tình, người ta đã sang nhà giam hỏi cô, còn ngần ngại chi mà chẳng thuận lòng. Vì tuổi người đó với tuổi em nằm trong tứ hành xung, tí, ngọ, mẹo, dậu. Người đó tuổi con mèo, còn em tuổi con gà, sớm muộn gì cũng hồ tan keo rã. Như nhỏ bạn em nè, dù có người yêu, nhưng khi biết người yêu nó tuổi Tuất là nó chia tay liền. Sao vậy? Vì nó tuổi Mùi, mà Thìn, Tuất, Sửu, Mùi là bốn cái tuổi kỵ nhau dữ lắm thầy ơi. Cô đừng có tin vào tứ hành xung, tuổi Tuất với tuổi Mùi á lấy nhau rồi cùng kinh doanh cũng rất hợp. Sao mà hợp được? Tuất là chó, Mùi là dê, hai người đó mà kinh doanh kiểu treo đầu dê bán thịt chó là làm giàu nhanh hết biết. Cũng như tuổi con mèo với tuổi con gà đâu có kỵ, cả hai đã gắn bó từ lâu với cái câu mèo mà sao biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu, qua bao thời gian sống trong bình an. Đổ bên biết nơi nào đụng trong, làm sao biết trước ngày mai, em là phong gây rồi mai nhờ thầy. Trời ơi, tôi đã nói với cô rồi, cái chuyện tình yêu á thì tôi không có biết. Tôi làm thầy á là coi cho người ta xây nhà xây cửa, chẳng riêng cô sợ lỡ thời, lòng thầy phong thủy cũng rối bời như cô. Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Trở lại với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương và xin được cảm ơn tiết mục Tân Cổ Giao Duyên rất là hài hước của hai thí sinh đã dành tặng cho chúng ta để chính thức bắt đầu với vòng thi đấu ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương với chủ đề là đường dẫn cảm xúc. Quý vị thân mến, Học viện Cải Lương được phát sóng vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên UTV và Today TV, 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Học viện Cải Lương do Thiên Lộc Entertainment and Media thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ vàng, thương hiệu dầu gội Fresh tóc khỏe mượt từ thiên nhiên, nhà tài trợ bạc Dragon Capital, nhà tài trợ đồng khách sạn Ngân Lê Giang Phú Quốc, đơn vị độc quyền phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc VN. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ban giám khảo cùng với một nhân vật rất đặc biệt sẽ đồng hành tiếp tục với chúng ta ở tuần này. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ nghệ thuật học Bạch Tuyết, danh ca Châu Thanh, Quái Kiệt, Thanh Hằng, cùng với sứ giả văn hóa của chúng ta ở tuần này, Hoa hậu Hồ Hèn Nghê. Và xin được trân trọng giới thiệu cố vấn âm nhạc của chương trình nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải và Giang Đờn. Dạ, ban giám khảo thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã đi đến những chặng đua nước rút tại Học viện Cải Lương. Thì không biết là lúc này ban giám khảo của chúng ta đang có những cảm xúc như thế nào ạ? Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất hân hạnh khi nhìn thấy các thí sinh mỗi ngày, mỗi giờ, các bạn lớn lên và các bạn phát triển cái khả năng riêng của các bạn rất nhanh chóng. Xin cảm ơn. Chị Thanh Hằng thân mến, chị có điều gì muốn chia sẻ ngay lúc này không ạ? Thời gian qua nhanh quá. Từ lúc khởi đầu cho đến ngày hôm nay thì Thanh Hằng cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc.
khi được nhìn thấy các thí sinh thay đổi rất là nhiều. Cái hạnh phúc của Thanh Hằng nhiều hơn nữa là cảm ơn Học viện Cải Lương. Và quan trọng nhất là con cảm ơn cô ba đã cho con có thêm một bước để học hỏi nữa. Đây là một cái chương trình mà gọi là lần đầu tiên con được gặp là toàn bộ tất cả các bậc tiền bối đến chia sẻ cho các thí sinh những trải nghiệm, kinh nghiệm của trường đời và trường nghề. Cái đó là cái điều mà chúng con rất là biết ơn và tri ân rất là nhiều. Chúng ta biết ơn tất cả mọi người, những ai quan tâm đến Học viện Cải Lương, những người trực tiếp làm việc cho Học viện Cải Lương. Còn chú Châu Thanh ơi, chú Châu Thanh có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Phải nói là mình thấy hạnh phúc lắm được đón tiếp những người yêu nghệ thuật là các cháu trong tuổi Gen Z đã đến với Học viện Cải Lương. Chắc một ngày nào đó, thời gian sắp tới đây, sân khấu Cải Lương chắc sẽ được sáng đèn trong mỗi đêm. Và một điều mừng hơn nữa là hôm nay chúng ta có sứ giả rất là tuyệt vời đã đến với chương trình của chúng ta. Con cảm ơn chú, con xin chào cô Bạch Tuyết và chú Châu Thanh và cô Thanh Hằng, chú Hải cùng với tất cả quý vị khán giả. Đây là lần thứ hai Hen có cơ hội được tham gia với Học viện Cải Lương. Lần đầu tiên khi mà tham gia được gặp gỡ tất cả mọi người và nghe được những cái sự chia sẻ về sự trưởng thành từng ngày của các bạn làm cho Hen cảm thấy rằng là có thể ở trong cuộc sống có những điều mình nghĩ rằng là nó là khó khăn, nó không phải là tài năng của mình và mình không dám đương đầu. Nhưng mà khi được có cơ hội có những bậc tiền bối, những người mà luôn dành tình cảm, tình yêu rất lớn với bộ môn nghệ thuật mà mình yêu thích và muốn truyền tải điều đó dành cho các bạn thế hệ mới và dành cả cái tình yêu đó để đào tạo, nó là một cái cơ hội rất lớn cho các bạn thí sinh và nó cũng là cơ hội dành cho cá nhân của Hen. Khi ngày đầu tiên tham gia đã có rất là nhiều cảm xúc, nhiều bài học, nhưng mà đâu đó nó là câu chuyện ở trong cuộc sống mà Hen có thể áp dụng được. Và thật sự đối với cá nhân của Hen, Hen rất là biết ơn, cảm ơn lời mời của cô dành cho con. Hen cũng muốn cảm ơn nhà tài trợ đã tài trợ để có cơ hội Học viện Cải Lương làm được chương trình và đào tạo. Chính xác. Thì ngày hôm nay con xin phép cảm ơn nhà tài trợ. Hy vọng là sẽ có nhiều nhà tài trợ hơn nữa dành tình yêu cho bộ môn văn hóa của mình, sẽ tài trợ cho chương trình để cho có nhiều cơ hội để các bạn có môi trường, có sân khấu để được có cơ hội phát triển bản thân, có những cái tiềm ẩn ở bên trong được khơi dậy bởi những người tiền bối của chúng ta. Xin cảm ơn những chia sẻ của Henie và xin được mời ban giám khảo của chúng ta sẽ quay trở lại vị trí để tiếp tục với Học viện Cải Lương ngày hôm nay. Tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã đi đến tập 10 rồi. Thầy Thanh Hải có điều gì muốn nhắn nhủ với các học trò thân yêu của mình? Thì hiện tới bây giờ đấy, hôm nay nó thật là thầy hơi hoa mắt rồi, hơi mệt, nó thật là hơi mệt. Nhưng thấy các bạn thí sinh này mình cố gắng, cái tốc độ làm việc rất dữ dội, thương lắm. Nói thật, tới buổi hôm nay thì tôi mới yên chí chứ mấy bữa trước tôi cầm bữa đàn tôi sợ lắm. Sợ các bạn ca chập, rồi các bạn quên lời, sợ lắm ấy. Nói thật các bạn tiếp thu rất là nhanh, tôi không ngờ đâu. Lấy một cái trình độ như thế này là nói thẳng là phải nghệ sĩ chuyên nghiệp của chị ba. Và các bạn trẻ cũng nên lấy cái phong cách làm việc như thế này. Thì có lẽ là cái chương trình này cũng để từ các bạn ra, thì các bạn cũng sẽ rút kinh nghiệm chúng ta làm việc với một phong cách tốt hơn. Sứ giả văn hóa Hờ Henie thân mến, như ở tập trước thì anh Bell cũng đã bật mí với Hen một nhiệm vụ của Hen là 6 tập ngày hôm nay Hen sẽ phải đưa ra quyết định của mình là lựa chọn ra một diễn viên ấn tượng và một tiết mục ấn tượng. Và quý vị thân mến, giải thưởng diễn viên ấn tượng có trị giá 15 triệu đồng và giải thưởng tiết mục ấn tượng của chúng ta có trị giá 20 triệu đồng sẽ được sứ giả văn hóa của chúng ta là Hờ Henie trao tặng vào những phút cuối của chương trình ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, Hoa hậu Hờ Henie là người đã làm nên một kỳ tích tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới vào năm 2018 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cũng là người ngồi trực tiếp tại khán đài ngày hôm đó và được nghe hai tiếng thân thương Việt Nam được gọi lên rất là nhiều lần thì mình cũng rất là xúc động. Và trên những cái bước chân của Hen, như Hen có chia sẻ với các bạn, tất cả những cử chỉ, những động tác, vị trí như thế nào cũng đều là một sự tập luyện rất là kỹ lưỡng và có tính toán hết. Thì ngày hôm nay với chủ đề là đường dẫn cảm xúc, thì với tất cả những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình thì không biết là Hoa hậu Hờ Henie có điều gì muốn chia sẻ và gửi gắm đến các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay để các bạn có thể vượt qua thử thách rất là khó này không ạ? Em thật sự rất là xúc động khi nghe rất là nhiều người chia sẻ rằng là khi mà tiếng Việt Nam được hô lên á, mọi người rất là hạnh phúc. Và bản thân em khi mà nghe lại đúng là làm cho em rất là xúc động và vô cùng tự hào.
tất cả các bạn thí sinh ngày hôm nay cũng vậy. Có thể là có những cái câu thoại hay là những cái cảm xúc của bạn trong cái câu ca cải lương. Hy vọng là các bạn có thể đặt để chính những cảm xúc từng cái câu nói hoặc là một cái cảm xúc nào đó trong cái hành trình của các bạn, hoặc là lấy một cái cảm xúc ở đâu đó ở ngoài xã hội, ở trên mạng xã hội để mà các bạn dùng vào trong cái phân đoạn của mình để truyền tải được cái cảm xúc đó. Tại vì trong cái tập vừa rồi á, có rất là nhiều bạn thể hiện được điều đó. Các bạn dẫn dắt cái cảm xúc đó làm cho mình bị cuốn theo và không thể nào rời mắt khỏi các bạn. Và các bạn đích thực đã có một cái sân khấu cực kỳ tỏa sáng. Nên là Hen hy vọng trong lần này các bạn cũng tiếp tục là rút ra cho mình kinh nghiệm, phát huy và tỏa sáng hơn nữa ở tại sân khấu. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với tiết mục trình diễn tại đêm thi ngày hôm nay với chủ đề là đường dẫn cảm xúc. Là những thí sinh với tuổi đời rất trẻ, là những bạn trẻ Gen Z, nhưng các bạn sẽ sắp hóa thân vào những nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức trích đoạn Khóa ly biệt của tác giả Trần Phi Hùng với phần trình diễn của các thí sinh Quách Phú Thành, Kim Cương và Minh Thái. Xin mời. Người ta ở đây có người bị tai nạn. Trời trời, phụ tôi với. Có sao không? Có sao không? Một con cái nhà vậy trời. Ê mấy bạn, từ. Trời ơi, đừng có bu bu để cho nó thở chứ. Gọi cấp cứu đi. Gọi. Mọi người giang ra đi. Chồng ơi. Chồng ơi. Đây là chồng của em. Em cảm ơn mọi người. Chồng ơi. Chồng ơi. Chồng ơi. Wow. Giang ơi, qua chấm đẹp quá vậy. Của ông chồng nhà tôi mua chứ đâu. Đầu năm đầu tháng mà đi mua qua màu tím, bỏ tay thiệt chứ. Đầu năm đầu tháng á, đàn ông người ta mua qua cho là quý quá rồi, ở đó mà còn cự nữ phàn nàn. Bởi vậy nhiều lúc á, tôi thấy chỉ có những ông chồng ngu mà cứ tưởng mình khôn, cứ hư hỏng chút là bị các cô lừa. Tôi tưởng đâu là hiểu rõ hết tâm tính tật xấu của đàn bà nào, có phải vậy đâu. Thật ra ở đời á, đừng mong thấu hiểu ai. Tôi tính đem dẹp bình qua, nhìn màu tím là thấy ngứa mắt muốn la, mà nói ra cãi giả tạo nghiệp nữa nè. Có gì đâu, đập bỏ, đổ hết đi. Ê, quá đẹp, quá đẹp. Nè, thái độ của anh là gì vậy? Câu này tôi dành để hỏi cô đó. Cô muốn bỏ bình hoa màu tím này, hoa màu tím, hoa xui xẻo. Riêng cá nhân tôi thấy bình hoa này rất đẹp. Nếu cô tin là cô đúng á, thì quan điểm thẩm mỹ của cô và tôi hoàn toàn khác biệt nhau rồi. Anh có thôi hay đi không? Thôi. Trời đất ơi, cái chuyện không có gì hết trơn mà hai người làm lớn chuyện lên vậy. Biết là hai người chơi với dế đi. Không có muốn cái chuyện hai người nó bực bội hả? Ủa Thành, anh nghe đâu có công việc đi á, đi tranh thủ đi chẻo chảy à. Đi. Trời ơi trời. Cô có thấy mình quá đáng hay không? Cái chuyện mua hoa cũng phẩm mình xấu đẹp. Thì cô nói vậy là sao? Ở cái nhà này tôi hoàn toàn mất tự do. Ê ê, anh nói cho đúng nghe. Tôi chưa hề nói như vậy. Ý tôi nói là màu tím của hoa không hợp phong thủy ngày Tết thôi. Ông bà cha mẹ luôn nhắc nhở cháu con, ngày tư ngày Tết á là phải vàng phải đỏ nó mới hơn. Tím là buồn, trắng là tan, là sinh ly tử biệt. Tôi có làm gì khác đâu. Nói vậy tôi sai phải không? Đúng rồi, mọi gì trong nhà cô đều đúng hết trơn. Tất cả mọi chuyện tôi làm đúng cùng thành sai. Sai hay đúng thì tự anh hiểu đó nghe. Tôi sống thế nào anh có biết có đuôi đâu. Để coi hôm nay ngày thân á, ông Thành tuổi hồi, còn cái bà nội này đúng gốc là tuổi tệ. Tôi nói đó đúng hành xung á, thế nào cũng xảy ra chuyện. Tôi nói có sai đâu, nói là đúng như thiệt. Thôi gian ra hết đi, rút hết cầu thì đi. Mỗi người nơi mỗi đứa ngã, đừng đứa nào sáp lại. Không có chuyện gì,
vui vẻ, cười lên nào. Mệt quá, tụi bay cứ làm vậy hoài chán chết, hết muốn nói luôn. Cuộc đời này á đã quá nhiều áp lực, mấy năm nay á cuộc sống nó quá khó khăn này, từ trong nhà ra ngõ, từ đông sang tây, từ ruộng đồng chơ vơ đến chợ tan bến dân, chưa mệt mỏi hay sao mà còn rộng hồng lớn tiếng nóng nảy cuồng điên vô duyên cả chân. Ê, phải tôi nha, làm đau đớn cho nhau ngày muốn phá tung lên, làm cho nát cửa tan nhà. Ôi hay nha, hay. Bình tĩnh hỏi nhau coi, muốn hạnh phúc ấm êm hay cách biệt quan hệ. Lúc đó kẻ ở đầu sông người ngóng trông cuối bãi, còn bây giờ la lối ôm sòn nặng nhẹ chẳng nương tay. Không biết khi tỉnh tồn có ai còn giờ hối hận ăn năn, hay đứa thẳng cẳng ở nhà thương đứa trong tù không có ngày trở lại. Một phút nóng giận xảy bao tay hại, một thời dở dàng đêm trái đau buồn. Mệt thiệt nè, bởi vì ta nói á, trong khi đó thời gian gặp nhau hai rủ nhau sống vui sống khỏe, năng lượng cộng thành vui vẻ và cộng bụi đất thành bụi đá quý kim cương, để nhẹ nhàng thanh thản khi kết thúc một kiếp người. Trời. Nghe cứ như là thuốc lào sắp dở, nhưng hành xử kỳ cục điên cùng như là quỷ dữ thế kia. Mọi người nghe hết rồi phải không? Thằng này nó nói nó ở với tôi, nó muốn tự do. Ê, bây giờ tôi trả tự do cho anh đó. Tôi đã nói xong rồi, nhờ anh xách đồ đi ra khỏi đây ngay. Cô đuổi ai vậy? Cô lấy cái quyền gì mà đòi đuổi tôi đi? Quyền chủ nhà chứ quyền gì phải hỏi hả? Tưởng anh là chồng tôi thật à? Đám cưới hồi nào đâu là hôn thú? Đám cưới hôn thú? Tôi hiểu rồi. Mấy năm qua cô chỉ xem tôi là một thằng ăn bám. Tự suy nghĩ rồi nói bay một mình. Thật anh nghĩ sao á thì cũng thế. Trời ơi mệt mỏi thiệt á. Hai người hãy bình tĩnh lại đi. Chia xa hay bỏ nhau trọn đời, nếu không được nga thì tiếp tục làm gì để tổn thương nhau. Thôi bình tĩnh lại đi. Mọi người khỏi can ngăn, tôi nhất định sẽ làm theo những gì mà cô hùng hổ yêu cầu tôi. Sao? Cô cho tôi ý kiến đi. Quyết định là do anh, không cần hỏi ý kiến tôi. Tôi đâu phải là mẹ của anh á, hay người nhà, mà hỏi chút hỏi ý kiến mà có nghe đâu. Tôi cần anh trưởng thành cho nhanh cho lẹ, hãy tập trung vào tương lai của mình. Lính đi hai con quỷ đùa tới đó thôi. Hai người đồng hành đã gần 7 năm, sao giờ đây dễ dàng bỏ nhau như vậy? Đã vượt qua mọi thứ để được về bên nhau. Đàn ông định làm mềm một chút mà hay nè, nhường nhịn chút xíu đi được không? Không cần khuyên, tôi biết tôi phải làm sao mới được. Cư xử vô văn quá, an ủi không?
không cảm ơn á còn quay lại nạt cô. Thôi, tôi hiểu rồi. Cô sang trọng, cô quý phái, cô giỏi lắm. Vậy cô cố gắng mà sống cách buồn tẻ của chết già một mình trong ngôi nhà này đi. Cô nghĩ là tôi cần à? Sai rồi, tôi ở đây là không cần có gì cả. Mà cái tôi cần chính là cô. Vậy mà nói lại tôi được cái gì? Hả? Cảm ơn, nhưng đủ rồi. Giải thoát cho nhau đi. Đừng vì tôi mà bỏ phí những cơ hội tốt đẹp phía trước của anh nữa. Đồ bệnh hoạn, cô điên rồi. Phải rồi, tôi điên rồi nè. Chỉ có những người điên mới thấy người khác điên hơn mình. Người bệnh hoạn mới thấy rõ ràng người khác như mình cũng là thứ bệnh hoạn. Nói tôi điên hả? Hỏi mọi người coi, tôi còn rất tỉnh á, để biết mình rất thật. Tôi xin hai người vì bọn tôi mà dừng lại. Đừng nói qua nói lại nữa, hãy ngừng đi. Chẳng giúp ích việc gì mà chỉ còn thêm tệ hại. Tôi khuyên ông nên bỏ đi đâu đó một chặp. Có gì chiều tối hai vợ chồng ngồi xuống. Đi liền đi, thậm chí đi luôn đi. Hy vọng những ngày tháng không có tôi ở nhà, cô sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn trước đây. Tất nhiên không phải nói nhiều lời. Được rồi, không cần đuổi nữa, tôi đi đây. Anh rồi đi mất tiêu. Anh Thân, không phải vậy đâu. Bình tĩnh lại, ngồi xuống đây đi. Sao mà khổ dữ vậy nè, Ngân ơi là Ngân. Trời ơi, tôi sai rồi phải không các bạn? Không, không phải là ai đúng ai sai, mà là đang giành ai đúng ai sai. Để làm gì có xứng đáng hay không, làm đau khổ tổn thương nhau có bỏ nhau được không? Sao những lần buông bỏ rơi ngông, hai bạn nên bình tâm nghĩ lại. Lý do khi các bạn bắt đầu có phải là muốn có nhau trọn đời này? Bạn nhìn tôi nè, ngày đó tôi và Kim Cương đã cảnh cáo phản đối cậu ra sao. Tôi mong cậu suy nghĩ lại kỹ càng, cậu nói cậu sẽ chứng minh đàng hoàng cho những người đang cười chê trách cậu. Do đó mối tình này sẽ không lâu. Cậu còn biểu môi nói là quý vị sẽ phải ăn năn hối hận vì đánh giá sai. Chưa hết đâu, còn cười phá lên chảnh chẹ nói là ôi tình yêu của hai đứa tao là tình yêu chân thật. Bây giờ làm sao? Hai người hả, như hai con thú dữ cào xé nhau, chà đạp nhau. Chán rồi, tụi tôi không có muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này nữa. Cũng chính vì tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa, nên tôi đành phải để anh Thành chọn lại. Đừng từ bỏ mọi ước mơ, tôi thanh xuân vì tôi. Chàng trai đó xứng đáng hạnh phúc nhiều hơn thế. Nhưng biết đâu hạnh phúc của chàng trai đó là bà thì sao? Muốn gì duyên phận đâu dễ dàng cho hai người gặp được nhau. Bà từng kể với tụi tôi là giữa hai người có câu chuyện tiền kiếp, rồi bây giờ bà quên rồi sao? Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi muốn một mình, các cậu về giùm tôi đi. Đuổi à? Ê, ta phải dễ đuổi đâu mày. Mày tưởng tụi tao sẽ tức giận bỏ về theo cái sự sắp xếp của mày? Không nha mày, mày chọn sai đối tượng rồi. Tụi tao chứ không phải là chàng trai trẻ của mày, có thể hơi vô tâm, không nhận ra sự khác biệt từ mày. Nhưng từ cái ngày mày đi khám bác sĩ về, tụi tao đã nhìn ra sự khác biệt từ mày rồi Ngân à. Tụi mày nói gì mà không liên quan gì đến tao hết vậy? Ngay cả tụi tao là bạn mày mà mày còn không chia sẻ được, thì còn ai với mày
ung thư có cách trị mà Ngân. Sao cái quái gì của tao tụi mày cũng biết hả chị? Vì tụi tao là bạn thân của mày mà. Tụi tao nói đúng rồi phải không? Hiện diện trên thế gian này mấy mươi năm, tôi chỉ có một thân một mình. Nắng mưa sớm chiều xuôi ngược, bão tố phong ba đêm đông mây lượt, biết ơn những người cơ cực. Sống hạnh phúc bên người đàn ông đó, nhưng giờ đây tôi đành bất lực. Giá giờ xua đuổi người mình nguyện bên nhau suốt kiếp, dẫu trong lòng tha thiết thương yêu từ thuở ban đầu. Kết sau mình vô duyên nói tình yêu đậm phù ám mây sầu, tôi muốn đi cùng người đàn ông đó sinh già bệnh chết mãi mãi bên nhau, nhưng số kiếp mình lần lần lao đao xuống ruộng lên bờ không ngày nào được yên. Sinh năm 77 phải không? Thành sinh năm 95, chân như 18 tuổi đời, mà nói thách làm gì lên 20 làm chi? Mệt quá. Xã hội này đầy rẫy ra nhiều cặp như là Ngô Thanh Vân, Quy Trần hay là Phan Hiển Khánh Thi. Họ vẫn vui vẻ hạnh phúc và sống khỏe, được mọi người ngưỡng mộ. Làm như có cặp mày là duy nhất phải bỏ đi tám. Suy nghĩ cái gì mà tiêu cực vậy? Năng lượng gì đâu xấu quắc vậy trời. Tụi tôi là bạn bè với nhau á, mà nghe tin bà bệnh là tụi tôi khó đứng khôn ngồi. Lây quay nè, hốt quảng, luôn tìm cách nào tiện nhất để cầu mong chăm sóc chữa trị cho bà mau khỏi bệnh. Huống chi cái người đàn ông đó đã ở bên cạnh bà vui buồn sướng khổ 7-8 năm nay, tâm trạng làm sao mà yên cho nổi khi nghe được cái tình dữ chết tiệt này. Là con người chứ đâu phải thú vật đâu mà không biết đau khổ gì trời. Không đâu, tại tôi chưa có nói cho anh ấy biết. Trời ơi, hèn gì, cái chuyện lớn như vậy mà không cho thằng nhỏ hay. Như vậy là bà thương dữ chứ Ngân.
Tôi thắc mắc một chuyện từ sáng tới giờ. Hôm nay là đám giỗ của má bà, người ta là rể nó qua cúng mẹ. Bà lên tiếng bình luận, như vậy là bà không tế nhỉ? Hay là bà muốn tranh cãi vậy? Bình thường bà là người phụ nữ tinh tế ăn học, bằng cấp vậy mà sao bà luôn thêm lửa vào những cuộc tranh luận? Mặc dù bà luôn cắt cuộc tranh luận như vô tội giả, vậy mà sao? Ê, nè nè, bà đừng có nói với tôi. Cuộc tranh cãi của ngày hôm nay nó nằm trong kế hoạch của bà. Đúng vậy, bây giờ tôi không muốn giấu nữa. Tôi muốn anh ấy bực tức, chán nản mà bỏ tôi mà đi. Bây giờ Thành cần bước ra ánh sáng, giải thoát nhau khỏi chịu đựng căn bệnh quái ác kinh hoàng sẽ phá nát cả đời tôi. Thiệt à, tao không biết mày đang suy nghĩ gì nữa. Chồng yêu gọi, nghe đi nè, nghe đi. Alo. Khóc than kêu gào, ông trời ơi cắt chia đôi tình, ôi tình yêu đắng cay muôn phần. Suốt đời con làm gì nên tội đâu, quyết tâm trọn lòng thủy chung với người thương. Chồng ơi, chồng ơi. Vợ, anh đây nè vợ. Em đã sai rồi anh ơi, Thượng Đế đã cho chúng mình gặp gỡ trong kiếp này. Em hững hờ trong mối đường duyên. Trong đây nè, làm em sao không? Nghe tôi nói, bao nhiêu năm tôi lặng lẽ đến đi, lầm lũi bên cạnh mình, bởi đường giảng đó là con đường của tôi, là chỗ đứng của tôi bên mình. Đòi tôi lựa chọn làm chi, khi mình là lựa chọn duy nhất của tôi. Sao cứ đuổi tôi hoài, định mệnh đã an bài tôi còn biết đi đâu. Lời đề nghị của em muốn tôi ra đi có hợp lý không, khi mình là néo về của ơi, là mỗi ngày mỗi đêm muốn ăn ngủ nghỉ tôi đều cảm thấy bất an khi mình đi vắng, dù tôi biết mình có đi lâu mấy sẽ quay về. Phải có mình bên cạnh thì đời đối với tôi mới không xót xa cay đắng nào nề. Tôi coi như sự lặng lẽ bước đi này là cách tôi bước đi bên mình, là cách lấp đầy khoảng trống sau lưng. Nhìn mình luôn mỉm cười mỗi ngày, chúng ta thầm lặng biết ơn tất cả vì đã bên nhau tận hưởng niềm kiêu hãnh vô
hình của một cuộc tình tốn tôi. Nhưng tại sao cái bản tính sôi nổi luôn tự tin thích bày tỏ việc tình của mình kia, khi cần thể hiện thì biến đâu rồi, chịu đựng một mình để làm chi? Đau xé giày vò quỷ quậy đi, vì rút thoái ác bên trong nó lại che đầy bằng gió nhiễm ở bên ngoài. Em sai rồi không phải vậy đâu mình ơi. Sự im lặng dằn xé đau đớn một mình em mới khiến tôi thật sự gục ngã. Tôi hoang mang trơ trọi trong nỗi gặm nhấm ở độc hành. Rồi mai này sẽ ra sao? Tôi biết tìm đâu mảnh đất thiêng liêng trái ngõ cây lành. Đã đến lúc mình lột bỏ hết niềm kiêu hãnh đàn bà, dựa hết vào tôi, gục xuống đáy lòng nhau mà sống. Đó là cách đúng nhất để mình có thể đưa tôi ra ánh sáng. Thứ ánh sáng có thể thiêu đốt con virus thiệt ác là tia nắng vàng. Mình sưởi ấm lòng nhau, cùng đi qua khoảng thời gian còn lại bằng tất cả thiên nữ thanh xuân trọn chứa ân tình. Vợ, chồng làm vợ hết hồn hết trơn à. Sao vậy? Thì làm người ta một phe hú vía chứ sao nữa. Trời làm gió giữa cánh chim yên, mỗi nhịp bước mỗi bước chân truyền, người gọi mãi người biết tới than lòng hướng đến mấy cũng được, chẳng về với anh nữa cũng được. Thà là ô thương, xin đừng cách biệt âm dương. Xin đừng cách biệt âm dương. Với một tiết mục trình diễn có một kết thúc không thể có hậu hơn và hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn tiết mục Khóa Ly Biệt của tác giả Trần Phi Hùng, với sự trình diễn của các thí sinh Quách Phú Thành, Kim Cương và Minh Thái vừa hoàn thành trọn vẹn tiết mục của mình ạ. Và xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến phần trợ diễn của diễn viên Huyền Trâm cùng vũ đoàn Việt Hải và 5 thí sinh trong top 17 của Học viện Cải Lương, đó chính là Thái Hùng Thiện, Vinh Sang, Triệu Phú, Hồng Phi và Tâm Phúc Linh. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn. Fresh, tốt khỏe mượt tự nhiên, từ chiết xuất thiên nhiên.
Các bạn thí sinh thân mến, hiện tại thì cảm xúc của các bạn như thế nào sau khi vừa mới kết thúc phần trình diễn của mình? Với anh, đây là một thử thách rất là lớn khi mà các bạn đều là những diễn viên rất là trẻ tuổi, mang tinh thần Gen Z nhưng mà phải hóa thân vào những nhân vật có diễn biến tâm lý rất là nặng ký như vậy. Thực sự ra khi mà nhận cái vai này thì con cảm thấy rất là áp lực. Tại vì mình chỉ mới có 18, 19 tuổi thôi mà phải vào vai một người chồng, tức nghĩa là đòi hỏi mình phải có một cái sự trưởng thành, phải một cái sự gọi là gentleman á, lịch lãm một tí. Mọi cái động thái, cử chỉ, cái lời thoại của mình, đặc biệt là vào cái cảnh mà cãi lộn với người vợ nữa, thì đòi hỏi mình phải tập trung một cách cao độ. Và sau khi hoàn thành cái phần trình diễn này thì cảm thấy rất là vui, cảm thấy rất là hạnh phúc, và một phần nào cảm thấy khá là tự hào về bản thân mình. Kim Cương thân mến, hóa thân vào một nhân vật mà yêu một chàng trai trẻ hơn mình 18 tuổi thì không biết là cảm giác đó nó sẽ như thế nào ha? Em rất bất ngờ vì mình phải đóng vai một cái nhân vật mà em cũng chưa từng trải qua, nhất là mà quen một cái người trẻ tuổi như vậy. Còn cái quan trọng hơn nữa là phải cái cảm xúc khi mà mình bị bệnh đó anh. Mình phải luân chuyển cái cảm xúc của mình liên tục, cho nên em nhận cái vai này em cảm giác như là nó cũng nặng ký đối với em. Nhưng mà sau khi em diễn xong thì em cảm thấy mình đã vượt qua được một cái thử thách của chương trình dành cho mình. Em cảm thấy là mình cũng lớn lên từ cái vai diễn này một chút xíu. Cảm ơn những chia sẻ của Kim Cương. Còn Minh Thái thì sao? Cái vai diễn này đối với em thì nó cũng là ấn tượng, là em thích cái nét hài trong đó, cho nên là em vừa hài mà cũng vừa bi, là nó cũng rất là buồn cái chỗ là bạn mình bệnh mà mình vẫn cố gắng, mình khuyên ngăn rồi mình ủng hộ cái tình cảm của hai người, thì em thấy đây là một cái vai diễn cũng khá là ấn tượng đối với em. Đó là lý do vì sao mà thử thách ngày hôm nay của chúng ta có tên là đường dẫn cảm xúc, để xem là các bạn sẽ lấy cảm xúc như thế nào để hóa thân vào các vai diễn một cách ấn tượng nhất. Và chị Quế Kiệt Thanh Hằng thân mến, hồi nãy trong lúc mà theo dõi tiết mục thì em thấy là chị có những cảm xúc rất là đặc biệt và có phần rất là xúc động nữa. Thì không biết là chị có điều gì muốn chia sẻ và gửi gắm đến ba thí sinh của chúng ta không ạ? Trước tiên thì là cảm ơn Quách Phúc Thành rất nhiều. Trong quá trình mà luyện tập thì cô Thanh Hằng cũng có theo dõi con, và cô cảm thấy là hơi lo âu cho con. Bây giờ hiện tại con mới có 18 tuổi thôi, nhưng mà con phải đảm nhận một cái vai một người chồng của một người phụ nữ lớn hơn mình 18 tuổi. Con phải xử sự như thế nào? Nhưng hôm nay con diễn rất xuất sắc, diễn rất tốt. Còn với Kim Cương, đây là một kịch bản rất là đáng quý. Tại vì một người nghệ sĩ mà nếu mà được có một cái nhân vật, một cái vai để mà ấn tượng khán giả không dễ có đâu. Mà cái vai, cái nhân vật của Kim Cương rất là tuyệt vời, hay lắm con ơi. Nhưng nếu như mà Kim Cương chịu khai thác sâu thẳm vào hơn nữa thì nhân vật này sẽ lấy rất là nhiều nước mắt khán giả nha con nha. Còn với Minh Thái có một cái sự hài hài nhẹ nhẹ trong đó. Nhưng mà đối với Minh Thái, cái vai này cũng là ấn tượng cho Minh Thái rất nhiều, là tại vì bạn là một tờ giấy trắng mà bước vào học viện cải lương, mà bạn đến vòng này rồi mà bạn vẫn giữ vững được cái niềm đam mê của mình, thì cô Thanh Hằng hy vọng rằng là con sẽ học hỏi nhiều thêm nữa, thì có thể rằng là cái niềm đam mê của con nó sẽ mặn mòi nhiều hơn nữa. Chúc mừng ba con. Hôm nay tôi rất vui. Thứ nhất là tôi không có gọi cái bản vừa rồi chúng mình coi là trích đoạn. Nếu thực sự mà so sánh với văn học, đây là một cái truyện ngắn rất là hoàn chỉnh, từ cái văn học cho đến cái chủ đề tư tưởng. Cái vui mừng thứ hai đó là Học viện Cải Lương đã trình bày được với cái thời đại này. Chúng ta có 3 diễn viên, một là hài, hai là một diễn viên nữ có khả năng đóng nhiều vai khác nhau. Thứ ba là chúng ta trình làng một kép chánh của cải lương, vừa có một cái giọng thật truyền cảm, vừa có một cái dáng đẹp của thời đại, và vừa có một cái diễn xuất rất là tri thức. Cảm ơn con Quách Phú Thành. Biết nói gì đây, chuyện tình yêu Quách Phú Thành và Kim Cương đẹp quá. Bất ngờ quá, một cái tình yêu của anh chàng gặp một cô nàng lớn hơn 18 tuổi. Bây giờ chú muốn nói cái sự thành công của tụi con hôm nay là do đâu? Do cái tình yêu nghệ thuật của tụi con, và hai nữa là cái tình bạn. Thời gian qua tụi con đã làm việc chung với tất cả các bạn, dù các bạn không đi tiếp, nhưng hôm nay các bạn vẫn trở về đây để hỗ trợ cho các con. Đó là tình bạn đẹp vô cùng. Còn tình yêu thì thôi phải nói. Yêu là gì? Yêu là nhạc lòng lên điệu,
Yêu là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai, yêu là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài, yêu là chờ đợi bước chân người thân mến, yêu là mắt nhìn nhai đầy âu yếm, môi ngập ngừng nói chẳng lên câu, lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm. Nên tình yêu các con đẹp như vậy đó, không đúng không? Một cái điều khó khăn nữa trong kịch bản này mà tác giả đưa vô nhiều bài bản lắm, nào là xuân tình, kim tiền bản, phụng hoàng, duyên kỳ ngộ, kim tiền Huế, rồi nam ai xế sản, mà tất cả các con lào giống như là những ca sĩ chuyên nghiệp. Sao hồi nãy trước khi ấy anh có nói về mình nói là một chút nữa anh á, kịch bản này rất là hay nè, nó có nhiều cái bài bản rất là khó, thế nào anh cũng sẽ tìm cách anh soi thí sinh cho coi. Anh Tôn Trâm nó khác hơn, người ta tốt như vậy. Nãy giờ thì Hồi Henny cũng có những nụ cười rất là tươi khi mà nghe những cái lời nhận xét của ban giám khảo dành cho các thí sinh của chúng ta. Thì không biết là riêng bản thân của Hồi Henny Hen có những suy nghĩ gì với phần trình diễn của các thí sinh ngày hôm nay ạ? Đầu tiên là chúc mừng các bạn đã hoàn thành cái phần thi của mình. Đối với Hen, đây là một kịch bản rất hay, tâm lý rất nặng và rất sâu. Đối với Hen nghĩ là các bạn đã thể hiện rõ nhân vật của mình, giống như là nhân vật thầy Minh Thái. Không biết là ở ngoài đời thầy có hóm hỉnh, dễ thương hay chọc cười học trò của mình hay không, nhưng mà ở trong đây thì Hen có cảm giác là ở ngoài đời thầy cũng có những cái sự hóm hỉnh và hay giỡn học trò mình như vậy, nhưng lại áp với một nhân vật khác là người bạn của mình. Nói chung là đối với Hen thì Hen kiểu cảm nhận là trong cuộc sống khi mà những người bạn thân á thường là cũng sẽ không có khuyên quá nhiều đạo lý, giống như là vừa đâm vừa xoa á. Còn về Phú Thành với lại Kim Cương, để hiểu được một cái cảm xúc của nhân vật trong cái chuyện tình yêu mà có rất là nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy á, nhất là cảm xúc của một người nữ đang có bệnh nhưng mà phải che giấu, nhưng mà lại thể hiện cái sự cọc cành để làm cho người đàn ông mình khó chịu á, diễn một cái cảm xúc đó Hen nghĩ rất là khó. Nên là Hen muốn hỏi Phú Thành với lại Kim Cương là các bạn đã lấy cái cảm xúc đó hay là một cái câu chuyện nào đó để mà dẫn dắt cái cảm xúc của mình trong cái vở kịch ngày hôm nay không ạ? Thật sự em không có nhìn được một cái hình tượng ở ngoài đời thật, em tự tưởng tượng ra được cái cảm xúc đó. Vì vậy cái cảm xúc của em có thể là nó sẽ không đạt được như ý muốn. Dạ. Còn Phú Thành? Dạ, thật sự ra thì ở độ tuổi này thì em cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm cho lắm, nhưng mà em rất là mong muốn bản thân mình có thể quan sát cuộc sống nhiều hơn, cho nên là em cũng bắt gặp nhiều cặp đôi ở ngoài đời cũng có một cái tình cảnh như vậy, thì mình nhìn họ như thế nào thì mình có thể dựa vào những câu chuyện của cuộc sống xung quanh để mình có thể áp dụng cho vai diễn của mình. Có lẽ là điều đó rất là hay, và cái cách mà Kim Cương có thể là ở trong cuộc sống Hen đã từng trải qua cái cảm giác là khi mà có cái sự tranh luận với người nam á, mình hay muốn dồn hết cái cảm xúc để nói hết cái sự mưu cầu về hạnh phúc của mình, hoặc là mình muốn che giấu một điều gì đó, mình thường làm những cái hành động đó, nhưng mà sâu bên trong á, mình rất là cần người yêu của mình. Và khi mà cuối cùng trong cái vở kịch này mọi người lại có cơ hội bên nhau, có thể là ở trong cuộc sống đâu đó nó sẽ có thể là nó sẽ ít cái hậu như vậy, nhưng mà với kịch bản mà các bạn lại chuyển đổi một cái cảm xúc như vậy, hay nghĩ đây là một cái kịch bản rất là hay, và đôi khi giúp cho con người chúng ta suy ngẫm lại mọi thứ, để biết rằng là chúng ta có nhau thì thật sự là khó, và cái việc mà trân trọng nhau và yêu thương nhau, tha thứ cho nhau, giống như cái câu mà các bạn nói ở trên ghế đá, cùng đi qua khoảng thời gian còn lại bằng tất cả duyên nợ thanh xuân trọn chướng tình, làm cho Hen bị suy ngẫm rất là nhiều. Và đối với Hen, Hen rất là thích kịch bản này và rất là thích cái cách mà các bạn lấy cái cảm xúc để mà đặt vào cái nhân vật, điều đó rất là hay, mặc dù là mình chưa bao giờ trải qua được điều đó nhưng mà vẫn đâu đó truyền tải được rất nhiều cảm xúc ở trong vở kịch lần này. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn khán giả văn hóa Hồ Henny đã dành những lời chia sẻ cho các thí sinh của chúng ta, và một lần nữa xin được chúc mừng Quách Phú Thành, Kim Cương và Minh Thái đã hoàn thành xuất sắc phần trình diễn của mình ngày hôm nay ạ. Và ngày hôm nay xin được chào đón hai vị khách quý cũng là những vị khán giả rất đặc biệt vừa xem xong phần trình diễn. Xin được trân trọng giới thiệu và chào đón soạn giả, nhà biên kịch Thạch Tuyền và ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Luân. Dạ, kính chào quý vị khán giả.
kính chào ban giám khảo và đặc biệt xin chào các bạn trẻ, những thí sinh đầy tiềm năng của Học viện Cải Lương. Phải nói rằng khi bước chân đến đây, tôi rất vui mừng và xúc động vì tôi nghĩ không chỉ tôi mà rất nhiều người đam mê, trân quý nghệ thuật cải lương đều mong muốn có một học viện đúng nghĩa, một học viện cải lương nâng tầm cho các bạn trẻ để lưu giữ nghệ thuật cải lương này. Nghệ thuật cải lương của chúng ta đã trải qua một quá trình dài, từ đờn ca tài tử đến ca ra bộ, đến ca thay phiên, rồi đến cái nền sân khấu cải lương rực rỡ hoàng kim. Và điều đó là niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Cho nên các bạn trẻ thí sinh, khi các bạn bước vào Học viện Cải Lương, các bạn phải cảm thấy hạnh phúc vì các bạn được những tiền bối kèm cặp chỉ dạy, đốt lên cái ngọn lửa để lưu giữ nghệ thuật cải lương và để truyền đạt lại cho các bạn. Tôi nghĩ rằng các bạn hạnh phúc lắm. Và để đáp lại thì tôi cũng tự nhủ với mình, nếu các bạn cần cái gì thì tôi sẽ dốc hết sức để cùng đồng hành với các bạn trong việc làm cho cải lương chúng ta đẹp hơn, gần gũi với cuộc đời hơn. Thì trong cái số kế tiếp, số thứ 11, tôi xin dành tặng các bạn một bài ca, xin gửi tặng các bạn và quý vị khán giả. Và chắc chắn là tất cả chúng ta đều đang rất mong chờ tiết mục đó ở tập 11 của Học viện Cải Lương. Và có mặt ở đây trên sân khấu là ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Luân. Và Hoàng Luân thân mến, hồi nãy khi mà ngồi ở bên dưới và xem các bạn trẻ Gen Z trình diễn một tiết mục với rất là nhiều những cung bậc cảm xúc, thì không biết là khi đến với Học viện Cải Lương ngày hôm nay và thưởng thức một tiết mục như vậy, Hoàng Luân có những cảm xúc như thế nào? Thì luôn thấy các ba bạn diễn rất là hay, rất là đạt. Tại vì tôi đã còn quá trẻ đi. Và cảm ơn tác giả đã mang một câu chuyện rất là thực tế xã hội hiện nay và rất là tinh tế luôn á. Nếu mà tuyệt vời hơn nữa, các bạn thí sinh á, nên diễn chậm rãi một chút xíu nữa, có điểm nhấn hơn nữa thì làm thăng hoa thêm. Đó là một sự góp ý nhẹ của Hoàng Luân với các bạn. Và đến đây cũng là một cái cơ hội, biết đâu được Hoàng Luân cùng với lại những bạn thí sinh trong tương lai gần có thể hợp tác được với nhau và mang cải lương kết hợp với âm nhạc, tạo ra những sản phẩm mới, những tinh thần mới để cho khán giả họ tiếp nhận được cải lương của chúng ta không bị mai một và ngày càng thăng hoa nữa trong mỗi giá trị nghệ thuật của nước nhà. Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng Luân rất là nhiều. Còn bây giờ thì nhà tài trợ vàng sẽ có những phần quà tri ân sự hiện diện của anh Thạch Tuyền và anh Hoàng Luân ngày hôm nay đã đến với Học viện Cải Lương và có những chia sẻ rất tâm huyết đến chúng ta. Fresh, tốt thể mượt tự nhiên từ chiết xuất thiên nhiên. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng đào tạo của Học viện Cải Lương và trên sân khấu hiện tại đang là top 10 thí sinh của chúng ta. Không biết là ban giám khảo có điều gì muốn gửi gắm đến top 10 thí sinh của chúng ta ngay lúc này không ạ? Biết nói gì đây? Khi nhìn cháu nào cũng dễ thương, cũng đáng yêu quá. Trong những giây phút này thì phải nói là tất cả các cô chú vui lắm vì thấy sự cố gắng của tất cả tụi con mỗi ngày đều thay đổi hẳn. Bởi vậy ông bà có câu nói là có công cực khổ thì sẽ có ngày và sẽ thành công á. Coi như là trong chiến đấu có gian khổ thì trong chiến thắng sẽ vinh hiển. Những ngày qua tất cả chúng ta ai ai cũng đều cực hết sức hơn. Chú chúc các con mai mốt này chúng ta đã trưởng thành một những cái bông hoa đẹp trong vườn hoa nghệ thuật rồi đó. Thì các con hãy nhớ những cái tâm tình của cô ba, của chú và của tất cả anh em mình. Và nhớ những cái tình cảm, những cái lời yêu thương mà tất cả cô chú đã dành cho các con nha. Thật ra là bây giờ không có muốn gì nữa đó. Là tại vì các bạn đủ thông minh để biết mình phải làm cái gì. Từ cái giây phút này, có những người đó là còn mấy cây số nữa thì người ta rướn lên hết tốc lực để người ta nhận một cái điều tốt đẹp. Thì tất cả những cái việc này đó cho tới bây giờ là tụi con quyết định, chứ không có ai quyết định giùm được hết. Và các cô chú thì thấy rằng cái sự nỗ lực của các con rất là đáng quý trong bao nhiêu tháng ngày, mà nhất là cái hồi đêm hôm này nó mới thương. Tức là mấy cô chú cũng đã từng có những kinh nghiệm như thế. Tức là mình tập tuồng quá trời quá đất và ngày mai là khai trương tuồng mới, mình có ngủ được đâu con, phải không? Tụi con là nằm chập chờn mà nghe cái bài xế giảng này, nghe cái câu dòng cổ kia, có đúng không?
Cho nên á, từ mình mà hiểu được cái cuộc sống này thì làm sao mà có thể đòi hỏi tụi con hơn được nữa. Mà mong rằng cuộc sống sẽ đãi ngộ các con. Hãy sống với tài năng của các con, với sự nỗ lực và lòng biết ơn cô chú gửi gắm tới các con điều đó. Cảm ơn tụi con. Từ cái lúc ban đầu mà gặp gỡ các con thì các con nói ra một câu rằng: con mê, con đam mê quá, con đam mê cải lương quá, cho nên con muốn vào để tìm hiểu nhiều hơn. Và từ cái đó cô cứ suy nghĩ trong đầu cô hoài, đam mê là như thế nào. Và từ dòng đã thấy rằng cái niềm đam mê của các con và cái ý chí của các con, cái điều đó là cô rất là trân trọng và quý mến các con nhiều lắm. Sự trả lời đam mê đó là các con đã thể hiện đến ngày hôm nay. Qua từng dòng tiếp tục tới nữa, nếu người dừng lại và người tiếp bước nữa, các con nên hãnh diện và hạnh phúc. Các con có được một cái trường học, một cái học viện cải lương không tính toán với các con gì cả, mà đây là tâm huyết của các bậc tiền bối. Để cho các con thế hệ trẻ này đối diện cùng với khán giả và các cô chú, những ông bà, cô bác thế hệ trước mà còn sót lại cũng công nhận rằng các bậc tiền bối này bảo tồn mãi bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương này. Xin tri ân và biết ơn rất nhiều các con ơi. Và để đáp lại những chia sẻ, những tâm tư của ban giám khảo thì không biết là có bạn thí sinh nào của chúng ta muốn chia sẻ điều gì đó với ban giám khảo rất là đáng quý của chúng ta không ạ? À? Con xin phép được chào quý thầy cô và chị Hen. Phải nói là đi đến chặng đường này thì thật sự con rất là hạnh phúc, tại vì con là một người con của miền Tây. Cha mẹ con, ông bà con, cô bác con ai cũng yêu cải lương, chứ không phải riêng gì mình con. Mà hầu như người dân ở đó rất là yêu cải lương. Mà con thì con lại đi một cái dòng rất là lớn, mà hôm nay con mới được trở về với cải lương. Đó là cái một niềm hạnh phúc của con. Khi con biết tới học viện cải lương là con đã khóc rất là nhiều, bởi vì con nói là ôi bây giờ mình đã được diễn cải lương rồi. Mình diễn cải lương mà mình có khả năng làm đào chánh nữa. Dạ, cái này là một cái điều con rất là biết ơn, mà cũng như là các thầy cô, những cây cổ thụ rất là lớn mà dành thời gian đến đây, mặc dù là mọi người đó rất là lớn luôn, lớn tuổi mà dẫn đến đây dẫn dạy cho tụi con những cái kinh nghiệm. Cái đó là một cái điều rất là quý mà tụi con luôn trân trọng, tụi con luôn biết ơn. Con xin cảm ơn rất nhiều đến với chương trình, đến với cô ba và đến với tất cả các thầy cô đã dành tình cảm, tình yêu thương cho tụi con, để tụi con có thể cố gắng phát triển cải lương mạnh nhất, rạng rỡ nhất, thành công nhất. Sứ giả văn hóa Hohenia thân mến, bây giờ sẽ là lúc mà Hohenia đưa ra quyết định để lựa chọn một tiết mục ấn tượng nhất trước. Và tiết mục ấn tượng nhất sẽ có một phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Không biết là Hoa hậu Hohenia có thể chia sẻ là Hen đã lựa chọn tiết mục chiến thắng của hạng mục này với những tiêu chí gì không ạ? Ôi giời ơi, anh Bèo ơi, cái gì mà chọn một á, nó khó vô cùng luôn. Nhưng mà Hen xin phép chọn một tiết mục mà Hen có thể là có cái sự đồng điệu về tất cả mọi thứ. Hen xin phép được trao tặng tiết mục có thể là với khán giả đều sẽ cảm nhận ở góc độ khác nhau, và cá nhân Hen cũng cảm nhận ở một cái cảm xúc cá nhân của Hen. Nhưng mà Hen nghĩ rằng là các bạn đã dẫn dắt cảm xúc với một cái câu chuyện từ ngày xưa, nhưng mà các bạn lại diễn một cách hiện đại rất là phù hợp với giới trẻ, giống như là các bạn chảy theo dòng chảy. Điều đó làm cho Hen cảm thấy rất là chinh phục. Và Hen xin phép được trao giải thưởng này cho tiết mục Phu Quân, Phu Nhân, Phu Nhân. Phu Nhân, nàng sao vậy Phu Nhân? Nàng không phải mỹ nhân, sống ở chốn hồng trần, mà là yêu quái hiện hình, đi chọc ghẹo thế nhân. Yêu đó đi xa, yêu không còn để nữa, yêu khó có làm, yêu không chưa bóng ngựa, yêu đã đi xa. Đập bỏ, đổ hết đi. Quá đẹp, quá đẹp. Nè, thái độ của anh là gì vậy? Câu này tôi dành để hỏi cô đó.
Chúc mừng các bạn nha, các bạn đã làm rất tốt. Các em đã làm của ba thí sinh Việt Huy, Tú Chi và Tuấn Kiệt đã giành được giải thưởng tiết mục ấn tượng nhất trị giá 20 triệu đồng từ sứ giả văn hóa ở HNDA của chúng ta. Gấm hay muôn sự tài trời, trời cao đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có đâu thiên vị người nào, chứ tài chứ mệnh dồi dào cái. Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tài một dần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, không được trách lâu trời gần trời xa. Thiên căn với tài lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ. Cảm ơn Nguyễn Du, cảm ơn Kim Vương Kiều. Xin được cảm ơn phần ngẫu hứng rất đáng yêu vừa rồi của cô Ba Bạch Tuyết cùng với nhóm thí sinh của chúng ta và Hờ Henie thân mến. 4 chọn 1 đã rất khó khăn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra một vai diễn ấn tượng nhất trong số 10 vai diễn tấm bảng của chúng ta đâu rồi, Hờ Henie. Dạ, đây ạ. Tại vì hơn ai hết, anh cũng rất là nóng lòng được biết và các bạn thí sinh của chúng ta cũng đang rất hồi hộp. Giải thưởng diễn viên ấn tượng nhất của chúng ta từ sứ giả văn hóa ở Henie sẽ có trị giá là 15 triệu đồng. Ngay sau đây sẽ thuộc về thí sinh nào ạ? Bởi vì sự trọn vẹn mà bạn đã thể hiện ở trên sân khấu, bạn đã có rất là nhiều điểm rơi để mà tạo nên một cái sức hút ở trên ống kính. Và Hen cảm nhận là bạn biết cách để mà lấy cái cảm xúc, lấy những khoảnh khắc đó. Và Hen nghĩ là trong tương lai bạn còn phát triển hơn nữa, nên Hen xin phép trao giải thưởng này cho bạn. Tú Tri, xin chúc mừng em. Xin chúc mừng Tú Tri, diễn viên ấn tượng nhất. Fresh, tốt ở mượt tự nhiên, từ chiết xuất thiên nhiên. Xin được gửi tặng một phần quà từ nhà tài trợ vàng để tri ân cho sự hiện diện của sứ giả văn hóa Hờ Henie, thương hiệu dầu gội Fresh tóc khỏe mượt từ thiên nhiên. Và một lần nữa, xin được cảm ơn Hoa hậu Hờ Henie rất nhiều. Quý vị thân mến, Học viện Cải Lương được phát sóng vào 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên Today TV và UTV, 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Học viện Cải Lương do Thiên Lộc Entertainment and Media phối hợp thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ vàng, thương hiệu Fresh tóc khỏe mượt từ thiên nhiên, nhà tài trợ bạc Dragon Capital, nhà tài trợ đồng khách sạn Ngân Lê Giang Phú Quốc, đơn vị độc quyền phát hành và bảo vệ bản quyền âm nhạc VN. Xin được phép khép lại tại đây. Học viện Cải Lương, nơi tài năng cất cánh. Yeah. Fresh, tốt ở mượt tự nhiên, từ chiết xuất thiên nhiên. Chém núi, bá rừng, khơi sông ngang lũ, đá chuyển mình thành dao rửa thô sơ. Từ cái đối thoại cho đến điệu bộ, cho đến cảm xúc, tụi con đều phải có cái mắt xích đó. Và khi mà có cái mắt xích đó rồi đó thì không còn chuyện gì phải lo. Vô cái tư đề quán mấy cô hết hồn. Chuyện đó không phải là cái chuyện mà con có thể sai được, đúng không con? Cái cách mà em trang điểm không được thu hút lắm trong mắt của cô. Tôi không ngờ các bạn đã tiến bộ rất nhiều. Một tiết mục đập diễn xuất sắc. Các bạn sẽ phải nói lời chia tay với Học viện Cải Lương. 3 2
một